Lời nói đầu tiên, Hoàng Sơn kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và uống một ly cà phê ngọt ngào mát mẻ, vui vẻ bên người thân. Cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trình bày giọng ấm được mang tên Đưa Em Vào Hạ, sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
xin cảm ơn chú Hoàng Sơn với ca khúc đưa em vào hạ rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời chú Toàn bài tiết tới anh Sáu Trơn chuẩn bị nhé.